Nên là cái câu xét tính liên tục của hàm số trong cái đề thi học sinh giỏi toán lớp 11 của Ninh Bình năm 2018-2019 xem nhé. Cho hàm số f(x) bằng x bình cộng x cộng 1 khi x lớn hơn 1 và bằng ax cộng 2 khi x nhỏ hơn 1. Hóa ra khi hàm liên tục tại x bằng 1 thì giá trị của a là bao nhiêu? Đấy. Thì chúng ta nhớ lại cái kiến thức là để hàm liên tục tại x bằng 1 thì sao? Để hàm liên tục tại x bằng 1 thì sao nhỉ? Thì lim của f(x) khi x tiến đến 1 từ phía cộng phải bằng lim của f(x) khi x tiến đến 1 từ phía trừ và phải bằng f tại 1 nhé. Thỏa mãn đồng thời ba cái này phải bằng nhau. Bây giờ chúng ta lần lượt xét. Đây có này. Lim của f(x) khi x tiến đến 1 từ phía cộng thì bằng cái gì? 1 từ phía cộng có nghĩa từ phía lớn hơn 1. Khi mà x lớn hơn 1 thì f(x) được tính theo công thức là bằng x bình cộng x cộng 1. Cho nên ta thay nó bằng lim của x xì bình cộng x xì cộng 1 khi x tiến đến 1 từ phía cộng. Và thay x bằng 1 vào ta nhận tính nó ra kết quả là con số cụ thể ngay. 1 cộng 1 cộng 1 là 3. Kết quả là 3. Đây, tiếp tục tính lim của f(x). Khi x tiến đến 1 từ phía trừ, nó sẽ bằng lim của gì? X tiến đến 1 từ phía trừ có nghĩa từ phía nhỏ hơn 1. Khi x nhỏ hơn 1 thì f(x) được tính theo công thức là ax cộng 2. Vậy ta sẽ thay f(x) bằng ax gì cộng 2. Khi x tiến đến 1 từ phía trừ, thay x bằng 1 vào thì ta sẽ được a nhân với 1 cộng với 2 thì bằng a cộng 2. Đây là một cái con số cụ thể thôi. Không còn là cái vô định nữa. Đấy, đúng không? Kết quả là a cộng 2. Còn f tại 1 bằng bao nhiêu? Khi x bằng 1 thì f(x) tiến trong công thức nào? Ta để ý là khi x lớn hơn bằng 1 thì f(x) bằng x bình cộng x cộng 1. Vậy khi f tại 1 khi x bằng 1 thì f(x) sẽ bằng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Đấy. Đây là lim của f(x) khi x tiến từ 1 từ phía cộng là bằng 3. Lim của f(x) khi x tiến 1 từ phía trừ bằng a cộng 2. Vậy f tại 1 bằng 3. Để hàm liên tục thì ba cái thằng này phải như nhau nhé, nhớ là phải ba phần như nhau. Nhưng thông thường ấy, thông thường là cứ có hai cái sẵn như nhau, nhưng nhiều khi chúng ta dễ bị ngộ nhận, cứ tưởng là chỉ cần hai cái, không phải, phải ba cái như nhau. Còn lý do tại sao thì thầy đã phân tích rất là kỹ trong cái video lý thuyết về xét tính liên tục của hàm số tại một điểm rồi, cái đó thầy nói khá kỹ rồi nhé. Trong cái phần chữ bài tập này thầy không nhắc lại nữa. Như vậy thì để hàm liên tục thì ta suy ra là 3 bằng a cộng 2 bằng 3, tức là 3 thì bằng a cộng 2. Như vậy là được a bằng mấy? Được a bằng 1. Đáp án là a bằng 1. Thì hàm liên tục tại x bằng 1.